Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng Misamo để tạo xương tự động cho nhân vật, sau đó tải một số animation cần thiết trong game về và tổng hợp lại thành một file để đưa vào Godot. Sau video trước thì mình đã làm được những thành phần như thế này. Mình clear vị trí để cho mô hình này về vị trí gốc. Lúc đó hai mô hình sẽ trùng nhau, chọn hết tất cả vào export, chọn xuất ra định dạng FBX, tích vào selected object bên dưới chọn mesh, chọn vị trí lưu, đặt tên, sau đó bấm export FBX. Kế tiếp các bạn mở trang misamo.com, link mình để dưới phần mô tả. Bạn có thể đăng nhập cách nào cũng được. Bạn bấm upload character để tải mô hình của mình lên vào thư mục lưu, chọn đúng tên file, sau đó bấm open, để một thời gian cho chương trình nó load. Sau khi load xong các bạn sẽ thấy mô hình ở đây, bấm next và làm theo hướng dẫn. Chú ý phần skeleton lock, các bạn chọn dạng bàn tay hai ngón. Bởi vì mô hình chúng ta đang dùng dạng này, sau đó bấm next. Đợi một thời gian cho chương trình nó hoạt động, nó sẽ tự tạo khung xương cho mình luôn. Vậy là xong rồi, kế tiếp chúng ta chỉ cần lựa các animation cần thiết để tải về thôi. Mình sẽ vào tìm kiếm gõ cho nhanh. Đầu tiên mình cần một animation đi bộ. Trên trang này có khá nhiều mẫu, các bạn lựa mẫu nào các bạn ưng ý. Giờ mình chọn mẫu này đi, thì mình bấm đông loát, sau đó để các thông số mặc định. Vậy là xong rồi, bây giờ mình sẽ tìm tiếp một số hoạt ảnh cần thiết nữa. Do đây là phần mềm tự động gắn khung xương và nó sử dụng bộ animation có sẵn, nên đôi lúc các bạn sẽ thấy nó sẽ gặp một số lỗi, giống như bàn tay nó đi xuyên qua đùi. Thì ở đây mình sẽ có thêm thông số để chỉnh. Mình sẽ chỉnh cái phạm vi cánh tay rộng ra, thì như vậy nó sẽ không có quẹt vào đùi như hồi nãy. Tạm thời mình sẽ tải như đây. Sau này nếu các bạn muốn vẫn có thể thêm animation mới. Chúng ta không cần file plan này nữa, mình sẽ tạo mới một file. Sau đó import một animation. Các bạn không cần import hết tất cả mà chỉ cần chọn một file bất kỳ thôi. Chuyển qua tab animation và các bạn đã thấy hoạt ảnh nó đã có ở bên dưới. Bấm phím space để chạy thử. Vậy là ok rồi, bây giờ mình sẽ thêm các hoạt ảnh còn lại. Nhưng mà trước hết mình sẽ ẩn cái này đi. Rồi như vậy là trống trơn. Sau đó mình vào import, chọn các animation còn lại.
Các bạn bấm Shift để chọn nhiều file. Sau đó mình sẽ xóa hết toàn bộ những thứ hiển thị ở đây. Các bạn chọn hết, bấm Delete. Sau đó chúng ta hiện cái ban đầu lại. Bấm vào Ammeter. Chỗ Drop Shift trở thành Action Editor. Cái hoạt ảnh hiện tại ở đây chính là hoạt ảnh đứng yên. Thì mình sẽ đặt tên cho hoạt ảnh đó. Sau đó các bạn sổ. Các bạn sẽ thấy cái hoạt ảnh hồi nãy mình đã vừa import. Các bạn hãy xem xét rồi đặt tên cho nó phù hợp. Như vậy là đã xong công đoạn xử lý các animation riêng lẻ lại thành một file. Kế tiếp mình sẽ chỉnh lại master lại như lúc ban đầu. Mình cũng sẽ kiểm tra lại khung xương một chút để xem phần mềm nó có chính xác hay không. Như các bạn thấy thì chỗ xương đầu hơi lệch một chút, mình sẽ chỉnh lại. Ok, vậy là xong nội dung của video ngày hôm nay. Các bạn nhớ lưu file này lại. Video lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn import file này vào trực tiếp trong Godot. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!